cả nhà lâu lắm mới gặp lại chị Phượng á. Chị Phượng bữa nay giờ dịch cho nên là bị ảnh hưởng nhiều, không có bán được. Hôm nay Thảo gặp lại chị Phượng. Chị cứ ăn sáng đi chị, ăn sáng xong đi rồi nói chuyện. Chị ăn cho em. Dạ. Từ lúc mà chị có duyên được gặp em á, rồi em quay chị đưa lên YouTube á, thì cũng được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cho chị cảm ơn nhiều lắm. Với lại chị cũng thấy vui, tại vì những người khuyết tật như chị, nhưng mà cũng có nhiều người thương, cho nên chị thấy như vậy chị cũng thấy cũng được cái sự bù đắp á. Cho nên chị rất vui. Nhiều khi chị không biết nói gì, chị biết chúc cho các mạnh thường quân gần xa với lại vợ chồng em luôn 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 thiệt nhiều sức khỏe, luôn luôn may mắn về tất cả luôn. Chị chỉ biết nói vậy. Em thấy chị là hay lắm nha. Chị là người rất là khác so với những người mà em từng quay video á. Thì mặc dù chị bị khuyết tật cái đôi chân như vậy, nhưng mà chị rất là chịu khó đi bán vé số, nghị lực nhiều lắm, vươn lên nhiều lắm, chứ không có trông cậy vào người ta, không có trông cậy vào người khác nhiều. Nói chung tại vì mình tuy chị khuyết tật nhưng mà chị cũng còn đi kiếm tiền được á. Với lại chị mừng nhất là chị được sức khỏe em, cho nên chị cứ lạc quan như vậy, cứ hàng ngày chị cứ đi bán như vậy là chị cứ, mà khi nhận số ra thì em biết điều gì nhớ không? Em biết là chị ước là như nhận số ra chị ước gì chị bán được nhanh hết số nhất. Rồi sau đó là chị cũng muốn được bán, cũng muốn được đem cái may mắn đến cho mọi người á. Cho nên đi bán thì công việc của chị thì chị ước chỉ được nhiều đó. Chị bây giờ là ngày chị bán bao nhiêu tờ? Bây giờ ví dụ như khi nào chị bán đắt thì là cũng được hơn 200 mấy em. 200. Ví dụ như cái thôi. Dịch về mà cũng được 200 hả? Nói chung là tình từ tính đi tính lại, ví dụ như ngày này ngày kia nó bù qua bù lại là thôi cho 200 mấy. Nói chung dịch thì đa số thì chị cũng nhờ người quen không á em. Toàn mối quen mua giúp. Mối quen không á. Cho nên thương chị Phượng ghê luôn á, thấy chị Phượng bán cái số nhưng mà dễ thương lắm. Tại vì chị thì nói chung không phải là mình bị khuyết tật là mình phải buồn bã hay là bi quan gì đấy, nhưng mà chị thì khác, ai cũng có cái số rồi, ví dụ như mình như vậy chứ có người nhiều người còn khổ hơn mình nữa, cho nên chị thì chị sống lạc quan lắm, chứ giờ mình có buồn cũng đâu có được gì đâu, nhiều khi mình buồn cái cha mẹ mình hay là người thân của mình cũng buồn theo mình luôn. Cho nên với lại cái tính của chị nó vậy á, lạc quan, nói chung là chị sống rất lạc quan chứ không có bi quan. Chị rồi đợt vừa rồi chị nghỉ hết mấy tháng luôn rồi, dịch về xong rồi về quê hả? Mấy đợt trước kia là chị nếu mà không dịch thì chị ở lại chị bán tiếp, nhưng mà do dịch đó chị sợ quá cho nên chị đi về sớm, cái chị ốm mỗi lần chị về như vậy là khoảng mấy tháng á, là ví dụ như khi nào mà chị thấy nghe nó bớt dịch đó có thể bán được là chị vô chị bán, xong rồi hôm trước tết là chị về bữa 19 á, 19 tháng chạp á, rồi chị mới vô được 3 bữa. Dạ. Chị mới vô lại là thảo gặp luôn á, thảo đi ngang trên đường Lý Tự Trọng và thấy chị Phượng đi bán cái số trở lại. Nói chung là cái nhân vật này là trước đó thảo có quay về chị Phượng rồi, chị Phượng là bị bại liệt từ nhỏ chị hết. Chị bị hồi 4 tuổi em. Dạ. Bị giống như là ngoài quê là bị sốt bại liệt á. Liệt cái đôi chân mà nó teo tóp lại cho nên giờ phải đi xe lăn từ 4 tuổi, mà năm nay là chị bốn mấy rồi chị? Chị 43. 43, dạ, là 39 năm rồi đó. Và có một điều nữa là cái chiếc xe lăn mà chị Phượng đang đi á, thì là trước đó là chiếc xe lắc đúng không chị? Xe lắc em. Xe lắc, người ta bán là chị xe cũ. Nói chung hồi đó là cũng xe mới á, mà người ta không đi á em. Dạ. Xong cái người ta kêu chị bán rẻ cho chị, cho nên chị mới mua chiếc này rồi chị đi cũng mấy năm á. Dạ. Đi mấy năm rồi? Chị đi mấy ý là em nói làm điện á hả? Không, mua chiếc xe này từ lúc mà mua lại của người ta đến giờ á.
chung thì cũng lâu quá em. Chục năm với chị? Chắc có em. Ghê hả? Chị đi giúp xe nó bền kinh khủng. Bền lắm, chị đi chị kỹ lắm. Và bây giờ chị đã sửa nó rồi, đồ nó lên điền mà em thấy chiếc xe chị cũng lâu lắm rồi, 10 năm rồi. Chị đi chị người ta giữ thì, lắm. Em có vài mấy nhân vật á thì họ cái xe họ bắt đầu hư cái họ lại xin chiếc xe mới rồi. Rồi cho Thảo là nói là nhờ mạnh thường quân xin, mà chị Phương thì không có xin. Với chiếc xe đó họ cứ cứ nó hư cái nào là chị sửa cái đó em. Dạ. Chứ mình còn đi được mà, ví dụ như mình bỏ một ít ra mình sửa, chứ mua xe nó nhiều tiền lắm. Ví dụ như mình bỏ chiếc này mình mua chiếc mới thì cũng mười mấy triệu, mà mười mấy triệu đâu phải dễ kiếm đâu em. Làm cũng lâu lắm mới được mười mấy triệu mà chị thấy đi được, mà đi còn tốt. Ý là mấy người xin nhà hảo tâm á, à, xin các tổ chức từ thiện á, là xe chỉ cần mới hư cái là gọi điện xin. Thôi chị ngại lắm, ví dụ như khi nào mà đi không được chị cũng không dám xin nữa. Đi không được, ví dụ như chị làm chị đã dành tiền chị mua cho xin là chắc là chị không dám xin luôn. Chị ngại lắm. Cho nên mà bây giờ chị xe của chị như vậy là chị thấy nó ok rồi. Chị đi chị kỹ lắm em, đi và với lại chị đi cũng từ từ, cho nên ví dụ như người ta lên dốc đùa, người ta đi chạy nhanh mà lên cái dốc với lại nó cũng dễ bị cũng nhanh hư lắm, nhưng mà chị thì chị cứ chạy từ từ. Kỳ ha, chị vừa kỳ. Chị cử lắm. Nói chung cũng có nhiều người nói chị kỹ, công nhận mà kỹ quá. Đi xe gì đâu mà lâu chùi lát bóng. Mà chị vậy á, ví dụ như đi mà mỗi khi về quê thì mua tấm tủ xe á, rồi tủ lên xong rồi vô là lấy ra cất cái miếng bạc đó, rồi đằng sau tủ tiếp, rồi vô cũng bụi, rồi cũng lau sạch sẽ rồi mới đi. Yeah. Nói chung là cái tính của chị là hơi kỹ. Em thấy một cái điều của chị rất là hay là chị bao giờ mà chị than về cái số phận của mình á, không bao giờ than á. Chị nói thiệt với em ấy, mỗi người có mỗi cái số rồi. Ví dụ như sinh ra chị không may mắn, nhưng mà đâu cũng là cái số rồi, cho nên chị không có thấy, chị thấy cũng bình thường. Đâu phải cũng không ai muốn như vậy, nhưng mà cái số mình đã vậy rồi, mình có than có phiền thì cũng được gì đâu em. Cho nên mình cứ sống lạc quan đi. Chứ nhiều khi chị thấy chị vậy chứ nhiều người nặng hơn á. Chị nói trời ơi, phải người ta phải như chị thì cũng đỡ. Ví dụ như chị còn tự sinh hoạt cá nhân của chị, với lại chị cũng đi xe được. Chị cũng nói chung là chị cũng di chuyển dễ dàng hơn. Có nhiều người người ta muốn đi như chị mà không được á em, cũng tội. Mỗi người mỗi hoàn cảnh ấy mà. Cho nên mình nên lạc quan chứ đừng có bi quan quá làm gì. Mà đôi lúc thì cũng buồn. Không phải là chị nói là chị không buồn, chị không biết buồn, nhưng mà nhiều khi buồn nhưng mà đỡ trong lòng á. Không có than thân trách phần á. Không than. Chị là không than. Em thấy chị có cái điều hay là chị ở chỗ đó đó, không có than mà không có giống như là có nhiều nhân vật đó, khi sau khi mà kênh của em chia sẻ được hào tâm giúp một số tiền gì đó thì sau đó xài hết thì cứ gọi tiếp và cứ xin tiếp á. Ủa nhưng có mà, vậy nữa hả? Nhưng mà chị Phương là không có cái điều đó luôn. Không, chị không bao giờ đâu em. Ví dụ như chị cũng chị nhận được tiền mạnh thường quân ủng hộ cho chị, giúp cho chị á, là chị rất mừng, chị cũng rất vui. Nhưng mà ví dụ như có nhiều người có ví dụ như người ta được nhiều á, mà người ta nói được ít, chị được ít thì ví dụ như chị được bao nhiêu đó chị nói thì người ta không tin. Dạ. Nhưng mà thật ra chị nhận bao nhiêu là chị mừng bấy nhiêu. Đúng rồi. Tại vì dù sao thì cũng tấm lòng của người ta muốn giúp cho mình mà, cho nên chị ít nhiều gì chị cũng thấy mừng, thấy vui hết trơn á. Rồi có nhiều người là đôi khi cơ thể nó không có được may mắn vậy thì họ lại vận dụng vào cái đó để mà bán được nhiều cái số hay xin được tiền như vậy đó. Em thấy chị cũng có nha, chị có là chị cứ ngồi đi xe lăn bán bình thường, rồi lúc nào mà vào cái chỗ quán rồi thì chị mới xuống rồi di chuyển bằng cái ghế để vào chị... xong rồi ra chị lên trở lại. Thì chỗ nào mà chị lên xe được là chị ngồi trên xe chị lên chị mời luôn. Còn chỗ nào mà chị không có lên được là chị có cái ghế này chị vô chị bán, chị mời nó dễ hơn. Cho nên là như vậy á, chứ không phải có xe mà đi như vậy thiệt ra nó mỏi lắm em. Đi mà đi không có xe nó mỏi lắm.
cho nên á chị thì chị trông cho cái chỗ nào mà dở lên á để chị lên xe chị mời luôn. Ừ. Cái thật ra đi chị xuống quán chị đi chứ đi ít chứ đi nhiều thì nó cũng mỏi tay lắm á, mà có cái ghế như đây thì nó cũng đỡ hơn. Lúc trước thì chị đi không á, mà chị đi lúc trước là chị không có cái ghế này, một phần với lại xe của chị không có điện á, là chị lắc đi á, mà chị buổi tối bao nhiêu tiền? À cái hồi đó lần đầu tiên chị làm ấy là 4 triệu. Ừ, tại vì người ta làm đơn giản thôi có 4 triệu, chứ bây giờ ví dụ như nếu mà chị có chiếc xe lắc mà chị lên chiến tường chị độ rồi là chắc cũng nhiều lắm á. 7 triệu á, 7 triệu luôn hả? Hình như vậy đó, 7 à. 7 triệu em nhớ mang máng 7 triệu hay 7 triệu rồi gì, cái bộ bình điện của nó đồ vô. Ừ. Em hay mua xe bên đó của nhà hậu tâm tặng á. Ừ, chị có thấy, chị có theo dõi kênh của em á. Dạ. chị thấy chị thấy có nhiều người được em mua xe tặng á. Chị có ao ước gì không? Ý là trước kia rồi chứ bây giờ thì chị có xe rồi. À không phải, nói chung nếu mà bây giờ cho chị điều ước thì chị cũng ước được một chiếc nữa, tại vì chị về quê chị muốn đi chơi á là chị đi. Người quê có xe hả? Không, chị người quê chị có xe em. À. Ừ, xe trong này thì chị đi bán, chị ở ngoài quê nhiều khi chị không đi chơi được ấy, xong chị nói phải ước gì có chiếc xe ở trên như ở trong Sài Gòn á, là ở đây đi chơi cũng sướng lắm luôn á. Nhưng mà không có. Rồi về quê xe đâu chị đi? Chị về quê đa số là chị ở nhà không à, ở nhà chị chơi, chứ ví dụ như có khi nào mà đi em của chị á, quý chị của chị thỉnh thoảng cái nó vô nó chở ra chơi, còn chị của chị cũng vậy. Bây giờ chị nói ở nhà chứ ở nhà hoài, lên chị chơi là chị lên chị chơi mấy ngày. Chị hiện ngoài giờ ngoài quê là chị ở với mẹ hả? Chị ở với ba mẹ. Ao ước có chiếc xe để ngoài quê mà đi hả? Trong Sài Gòn thì có xe rồi nhưng mà ở trong này thì chị có chiếc xe này chị bán là chị cũng là cũng đỡ rồi, nhưng mà bây giờ chị mong có một chiếc ở ngoài quê, chị muốn đi chơi lúc nào chị đi á. Nhiều khi chị muốn đi lắm nhưng mà không có xe thôi cũng ở nhà luôn. Đa số là chị ở nhà nhiều. Có mấy đứa em ở trong đại lý nó nói công nhận á, chị ở nhà xong mà hay giữa ở nhà suốt vậy mà không chán hả? Mà cũng quen rồi, chị quen rồi. Chị ao ước chiếc xe điện hay sao, chị xe điện giống vậy luôn hả? Ừ. Tại vì nhiều khi ở nhà thì ba chị cũng lớn tuổi rồi á, cho nên muốn chở đi đâu thì cũng khó khăn. Mà chị lên xe không được á, phải bồng. Cho nên nhiều khi ba cũng muốn chở chị đi chơi á, mà chở ba thì ba mà chở chị thì chở mẹ nữa, cho nên thấy ba khó khăn. Thì ba chị chắc phải 7 mấy nữa. Ừ, ba chị 72 á. Dạ. Ừ. Cho nên nhiều khi thấy ba bồng chị khó khăn vậy thôi, chị cũng tội cho ba. Chị dạ. Nói thôi con không đi. Ba đi mất công bà bồng lên bồng xuống. Mà đúng phải chị nhẹ cũng đỡ. Chị cũng nặng cân quá cho nên nó cũng tội cho ba, cho nên chị ở nhà là nhiều, chị về nhà là chị ở nhà nhiều. À, chị hôm nay em Thảo ghé thăm chị á, có nhà hảo tâm có tặng cho chị tiền. Ủa? Ba cho chị. Ủa có nữa hai em. Chị bất ngờ quá hả? Bất ngờ thiệt luôn á, chị nghĩ là coi như chị nhận được một lần như vậy là chị mừng lắm rồi. Ờ, chứ chị không có nghĩ là chị được nữa. Hôm nay được tặng cho 4.370.000. Wow. vậy là ở đây chút xíu em đọc tên rồi, và chị Phường cảm ơn mấy cô với người ta ha. À. Dạ đây xin đây. À, có cô Như Lan ở bên Mỹ tặng cho 100 đô được 2.370.000, và gia đình bé Niu ở Sài Gòn tặng 2 triệu đồng là được 4.370.000. Dạ. Chị Phương cảm ơn, chị Phương có đủ không? Dạ. Giùm em với nhà 4.370.000 là chị. À. Cảm ơn hai gia đình có đã tặng cho mình. À em nói chị nói trên video này thì người ta sẽ coi được luôn à chị Phương. À dạ cô, đây là cô Như Lan ở Mỹ. Dạ vừa không có gì, nói chung là cảm ơn cô Như Lan với lại gia đình bé Niu ở Sài Gòn. Dạ. Bé Niu ở Sài Gòn. À, Phượng rất vui được được cô Lan với lại bé Niu đã giúp đỡ. Chúc
Cảm ơn cô như cô Lan với lại Bí Niêu, và sau là chúc cô Lan, gia đình cô Lan với lại gia đình Bí Niêu luôn luôn nhiều sức khỏe, luôn luôn và may mắn về tất cả. Rồi vậy thôi chị đi bán ha. Bây giờ em hồi chị một ít là chị đi bán. Cảm ơn em nhiều. Với lại cảm ơn tất cả những cái những mạnh các mạnh thường quân sẵn đây. Bây giờ lần trước thì chị cũng có cảm ơn rồi, nhưng mà chị bây giờ chị cũng muốn cảm ơn nữa. Đã, là đi, là các mạnh thường quân lúc trước để gửi cho chị á, giúp đỡ chị á. Bây giờ chị một lần nữa cảm ơn nhiều. Và chúc mà luôn luôn chúc các mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn luôn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn may mắn và tất cả, để có điều kiện giúp được nhiều người nữa. Dạ. Rồi, thôi, chị đưa máy số để em mua. Bây giờ chị đi bán ha. Dạ. Chào em. Dạ. Dạ. Chị Phượng đi về đó lên, có lên xe rồi đi bán. Dạ. Em biết ảnh mà. Em nói chung là nhiều người gọi em lắm, em cũng nhớ đâu rồi sao chị. Nhớ được phải không? Dạ. Tại vì cái anh xong cái thỉnh thoảng á, ảnh có gửi tiền cho chị. Dạ vậy là mừng rồi. Ừ, dạ. Mừng, nói chung chị cũng mừng lắm. Thôi cảm ơn ảnh, cảm ơn gia đình ảnh nhiều lắm. Cảm ơn anh Tony ở bên Mỹ anh hả? Tony á, dạ. Dạ. Anh Tony bên Mỹ, với lại má của ảnh á cũng tội lắm, má của ảnh nói chuyện vui vẻ lắm em. Dạ. Tại vì gọi điện á, ảnh gọi cho chị gửi xong rồi nói chuyện xong rồi ảnh đưa má ảnh nói luôn. Dạ vậy là chị có phước may mắn được người ta thương người ta giúp. Dạ thì bởi vậy cho nên chị hơi sẵn đây chị cũng cảm ơn cho em, cảm ơn anh Tony với lại bác, cảm ơn thật nhiều, với lại chúc bác tại vì chị hồi hộp quá. Chúc bác với lại anh Tony luôn luôn thật nhiều sức khỏe, luôn may mắn và tất cả. Dạ. luôn hạnh phúc với gia đình. Rồi thôi, được dạ. Được có anh đó giúp chị mừng. Dạ, giúp chị. Chị thì lúc đầu chị nghĩ được một chị nhận được một lần như vậy thôi, chứ chị không có nghĩ là chị được nữa luôn á. Dạ. Thôi. Dạ. Ai mà coi được cái video thương thì cho chị thì em chuyển tới vậy đó. Thì chị đâu có. Cũng như lúc đầu em quay vậy á, chị cũng đâu có nghĩ là chị được mạnh thường quân giúp đỡ cho chị đâu, chị không nghĩ luôn á. Dạ. Chị không biết, xong em lại em hỏi em nói thì nói chung là em cũng biết là chị đã được ai chia sẻ chưa vậy đó. Dạ. Nói chung là lần đầu tiên có duyên với em á. Dạ. Có duyên với em á, gặp em xong thôi chị ơi, em nói quay chị đưa lên YouTube để mọi người biết, để mua vé số ủng hộ chị á. Đúng rồi. Thì chị cứ nghĩ như vậy không mà, chứ chị không có biết là chị được tiền, được các mạnh thường quân giúp đỡ cho chị luôn. Thiệt lòng mà nói luôn á. Dạ. Xong cái chừng em chị nghe em nói vậy, chị bất ngờ lắm luôn á. Dạ. Rồi vậy thôi chị đi bán hả? Đi bán rồi nó trễ. Chúc em luôn may mắn nha. Dạ. Em luôn may mắn ha. Rồi vậy thôi chị đi bán đi. Dạ.